Nhân dịp 20 tháng 10, chị xin chúc cho tất cả các phụ nữ Việt Nam sẽ luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ và công việc suôn sẻ. Đặc biệt mọi người hãy chờ đón Chi Pu hóa thân và vai rượu trong Hương Nga như thế nào vào ngày 31 tháng 10 nhé. Tháng 10 thì Ngọc Ánh cũng xin chúc cho tất cả các chị em phụ nữ là luôn được vui vẻ, hạnh phúc và đạt được những cái ước mơ trong cuộc sống của mình. I wish you all the best and keep staying strong. I'm very impressed with the Vietnamese women over here. They're extremely strong and, you know, family oriented, but also career oriented as well. So that's very nice to see. And I'm very very excited to be here in Vietnam. Là con gái thì phải like Hương Nga. Là con gái 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 các bạn phải like Hương Nga nha.